Em muốn làm một bức mát áo thành công trên phôi gỗ vừa đẹp vừa giá trị. Anh tư vấn giúp em được không? Sẵn có mấy cái phôi gỗ mà anh đã để được 3 năm nay thì anh sẽ tư vấn cho em. Đầu tiên, nếu như mà nói về gỗ giá trị và đẹp thì anh khuyên cáo là em nên làm cái phôi gỗ này. Đây là phôi gỗ Hương Lào em nhé. Phôi gỗ Hương Lào này thì nó đang có kích thước là dài 1m7, rộng 80 mà dày 10 cm. Như thế thì khi mà đục mã đáo thành công hoặc là các cái chi tiết hoa lá cành ấy, hoặc là chân con ngựa nó sẽ nổi lên đến 7 cm như này, thì em sẽ có được một cái độ kênh bong và bên anh cũng sẽ đầu tư được nhiều cái thời gian để làm nó kỹ nét. Và cái thứ hai là phôi gỗ Hương Lào này, để bây giờ mà kiếm được những cái phôi gỗ rộng mà lại còn có mặt chun vân, sắc nét màu gỗ không có rác như này thì bây giờ nó cũng đã tương đối là khó rồi. Em chọn được, anh chọn cho em được một cái phôi này, nó đôi khi nó cũng là duyên đấy. Chứ bây giờ để đi kiếm một phôi giống như này thì anh cũng không dám khẳng định là nó có được như thế hay không. Còn nếu như em muốn dài rộng hơn, trong một cái không gian nhà em nó khoảng độ tầm 30-40 m², thì em có thể tham khảo thêm những cái phôi gỗ mà nó dài 2m1, rộng 1m2 và dày 11 cm. Thì nếu như em làm xong cái phôi gỗ này thì nó sẽ có cái kích thước tổng thể là dài khoảng 2m3, rộng 1m4. Thì như thế là không gian nhà em nó phải lớn thì em mới treo được những cái bức đấy. Đó, thế thì có nhiều lựa chọn như này thì em cứ cảm nhận xong rồi là cần anh vẽ mẫu như nào thì là anh có thể hỗ trợ cho em được thêm cái phần đấy để em dễ hình dung nhé. Yeah.